Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Changa Resort and Casino, Health and Beauty Network, giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura. 714-467-9071. Tèo Thai Club 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế. 714-891-8028 Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm. 714-839-8121 Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. MVOF sức khỏe là vàng, 714-757-7379, 714-722-9709. HT Learning Center, tại Fountain Valley, Westminster và Garden Grove. Điện thoại 714-841-1444. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu gửi đến quý vị các một hàng loạt những cái bản tin liên quan đến vụ cá chết ở Việt Nam. Hôm tuần qua, quý vị đã nghe anh Tuấn tường trình về những tin tức cho biết là có những người lặn xuống dưới biển ở vùng Vũng Áng, Quảng Bình v.v. và nhìn thấy những cái rặng san hô chết hết rồi đó. Lúc đó quý vị nhớ đó, chúng tôi nói, ủa tại sao không thấy có bất cứ ai quay phim, quay hình gì hết? Có thể là người ta không có những công cụ quay. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì trên trang mạng của AFA, Đài Á Châu Tự Do, rồi VOA nói chung là tất cả những trang mạng mà phía bên ngoài không bị kiểm soát bởi Việt Nam Cộng sản, họ mới đăng hết tất cả những cái tin tức này. Hôm nay chúng ta mới thấy có được một bức ảnh, lẽ ra là một video, nhưng mà đài trích đoạn một cái bức ảnh lấy ra từ đoạn video này cho thấy là, như anh Tuấn vừa tường trình đó, hôm tuần rồi đó, là các dạng san hô ở dưới biển đó, thưa quý vị, đã bị bao phủ bởi một lớp bùn xịn nào đó, và họ nói rằng hầu như san hô chết hết rồi. Và nước ở dưới biển, cái nước nó có một cái màu vàng đẹp. Và đây là cái chỉ dấu cho thấy, mà một cái điểm đó, cái sự bưng bít thông tin đến độ đó, mà chúng ta biết đó là các hãng thông tấn như là AP, Reuters, hãng thông tấn nước ngoài, là họ cũng có văn phòng làm việc ở Việt Nam. Vì những thông tin mà bị bưng bít như thế này và bị cấm đoán, chính vì thế mà không thấy AP, Reuters loan tin gì về vụ cá chết nữa, kể cả những cái vụ biểu tình ở trong nước Việt Nam. Vì có thể là chúng tôi biết được là họ đã bị đe dọa, họ nói rằng nếu mà các anh loan tin như thế này thì các anh sẽ không làm việc được. Cũng có thể vì thế mà các hãng thông tấn ngoại quốc đã không thể loan tin được, mà chúng ta chỉ dựa vào những nguồn tin trên YouTube mà thôi. Và những người mà blogger từ trong nước, họ chụp ảnh, họ quay phim, họ viết blog, họ gửi ra ngoài. Còn những cái mạng thông tin chính thức, kể cả ngoại quốc và ở trong nước nữa, thì tất cả đều im tiếng đó anh Tuấn. Dạ vâng, vào tin tức vào cuối tuần vừa qua, khắp nơi các trên mạng xã hội và trên những tin tức lề trái, tức là những cái tin tức mà ở hải ngoại đó đưa tin về những cuộc biểu tình. Hôm cuối tuần vừa qua đã có hơn 2.000 người dân Sài Gòn đã xuống đường biểu tình tập hợp và đã bị cơ quan Cộng sản Việt Nam đã đàn áp ngay tại các khu vực này. Trên hình quý vị đang thấy đây là một cuộc đàn áp mà giữa chính quyền và những người dân. Những người biểu tình dẫn theo các con em của chính họ và đi đến cuộc biểu tình này đó thì bị những công an mang thường phục, người ta mang những cái dấu hiệu như là tay của họ đó, đeo cái nhẫn mà nhẫn này chỉ có người công an mới có thôi. Thì người ta dùng những cái hành động như đàn áp, bắt bớ đó, đánh luôn cả trẻ con, đánh luôn cả những người đi đường, và tạo nên một cái sự phẫn nộ. Từ trước cho tới nay thì chưa có một cuộc biểu tình nào mà làm cho người dân có thể nói là phẫn nộ hơn bao giờ hết. Và việc này như quý vị đang thấy đó, một người dân bị những tên công an mang thường phục đã đem lên xe bus với hành động rất là đàn áp. Anh Thụy nghĩ sao về những tình hình này ở bên Việt Nam tại bây giờ? Nếu mà không nhờ những cái máy quay mà tại chỗ thì chúng ta cũng sẽ không biết được những cái vụ đàn áp này. Thế thì cái vấn đề mà nhân quyền, bảo vệ nhân quyền của chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn áp đặt lên phía Việt Nam Cộng sản, chúng ta xem như chỉ là một cái trò hề mà thôi. Bởi vì rất nhiều các nỗ lực, Hoa Kỳ họ nói rằng là muốn
tháo gỡ được lệnh cấm vũ khí sát thương cho Việt Nam, tức là những loại vũ khí mà Việt Nam có thể sử dụng để trong trường hợp đụng độ với tàu của Trung Quốc hay phía Trung Quốc đó, thì đến bây giờ phút này Việt Nam vẫn kêu gọi là phải tháo gỡ. Phía Hoa Kỳ thì nói rằng các Việt Nam cần phải cải thiện nhân quyền, nhưng mà qua những cái hình ảnh này chúng ta thấy đã vi phạm nhân quyền đến cao độ như thế nào. Hình ảnh của chị ở trong hình này với đứa con gái của chị phải không ạ? Dạ, vâng. Là trong lúc đi biểu tình đã bị tấn công và đàn áp nặng nề. Đó, đây là những hình ảnh mà người dân trong nước bây giờ chỉ biết than khóc, mà ngoài ra họ làm không có một vũ khí, không có cái gì hết ngoại trừ tiếng nói và hành động dũng cảm của họ. Chúng ta phải trao tặng cho những người mẹ, những người anh, những người bố có thể nói rằng là phải hy sinh lắm, bởi vì họ có thể bị tấn công đàn áp bất cứ lúc nào, mà chỉ họ chỉ có thể la hét để bảo vệ cái việc mà họ nói gì. Chúng tôi chỉ muốn môi trường sạch, bảo vệ nguồn cá của chúng tôi. Đó là hình ảnh Sài Gòn. Ở tại Hải Phòng cũng thế, những cổ động viên cũng đã lái xe chạy ở khắp nơi trên đường phố ở Hải Phòng. Như bản tin ghi nhận, cổ động viên Hải Phòng biểu tình cá chết trên cầu Vĩnh Tuy ở Hà Nội này. Và ở Hà Nội cũng thế nữa, thưa quý vị. Blogger Nguyễn Hữu Vinh cũng đã viết rất nhiều các blog cho biết là ngày biểu tình hôm Chủ nhật diễn ra tại thành phố Hà Nội và Sài Gòn nhằm mục đích lên tiếng cho môi trường trong lúc vùng biển một số miền Trung bị nhiễm độc, khiến hải sinh vật chết hàng loạt. Hầu như cơ quan, họ nói rằng cơ quan chức năng thì chúng ta cũng biết đó là Công an Cộng sản Việt Nam đã chủ động ngăn chặn những người biểu tình. Tất cả phải nói rằng là ngoài những cái vụ mà biểu tình vì cái số người đi quá đông đó, cho nên công an không có chặn được. Nhưng mà quý vị nhìn thấy những có hành động lẻ tẻ là họ đã chen vào đám đông và tìm kiếm những người nào như phần tường trình đó có hành động la ó lớn nhất, thì họ bắt những cái người đó và đánh những người đó khi những người này đã tìm cách vượt thoát khỏi cái vòng tay của công an. Ngoài ra thưa quý vị, sau khi đã bị tấn công thì chúng tôi cũng nhìn thấy có những cái hình ảnh đó, những người biểu tình chạy đến la hét phản đối rất là lớn. Họ nói tại sao lại tấn công những người như thế này. Như quý vị nhìn thấy, đây là hình ảnh ngay phía trước nhà thờ Đức Bà ở trên đường Tự Do, hàng ngàn người. Và không biết những cái chiếc xe bus này đến đây để làm gì, hay là để bắt bớ những người biểu tình đưa lên xe bus và giải về. Và quý vị nhìn thấy đó. Đó, ngay lập tức thỉnh thoảng lại có những tên công an mặc áo xanh rồi lực lượng dân vệ phòng vệ gì đó. Và đây là một cái vụ xô xát ngay cái khu vực này. Và trà trộn đây, để quý vị nhìn thấy một cái tên công an, nghĩa là trà trộn không? Mặc đồ đó thì giống như người biểu tình, nhưng mà la ó rất lớn và đứng nhìn chung quanh để thấy họ đã bắt ra từng người. Và những người này đã được đưa lên xe bus và họ sẽ được tiếp tục bị hành hung, đưa lên xe bus, được thẩm vấn. Đây là toàn bộ những hình ảnh đây, những cái tên mà công an chìm đó, đi xen kẽ với đoàn người biểu tình và bắt lên những người này. Đây là những hình ảnh đó, các em du học sinh từ trong nước sang đây học, nhất là con em của cán bộ Việt Nam Cộng sản đó, thì các em hãy nhìn những cái hình ảnh thực sự như thế này để biết được rằng là cha các em, gia đình của các em đã nhúng tay vào những hành động tội ác này như thế nào. Khi mà những người dân vô tội, họ chỉ muốn bảo vệ cái nguồn sống, cái môi trường của họ, mà cũng đã bị đàn áp một cách dã man như thế. Dạ vâng. Tin tức cũng cho biết thêm là trong những ngày tháng vừa qua đó, có nhiều nguồn tin, mới ngày hôm qua thôi, nhiều nguồn tin nói là việc mà chị Mỹ Uyên bị đánh, rồi những hình ảnh mà làm cho cộng đồng mạng trở nên phẫn nộ, những hình ảnh giả. Tuy nhiên thì một video vào mới sáng ngày hôm nay công bố việc chị Mỹ Uyên bị đánh là tại vì che chở cho con là điều thật sự và diễn ra. Việc này đã gây phẫn nộ cho rất nhiều người, trong khi đó thì đây là những hình ảnh diễn ra và nhiều người mang những cái biển khẩu hiệu như
tôi rất là mờ nhưng mà cũng thấy được điều là tôi yêu biển và muốn đòi lại cái quyền công bằng cho người dân, cũng giống như là người ta đặt một cái câu hỏi là tại sao việc mà Formosa là nguyên nhân chính gây ra vụ cá biển chết hàng loạt ngay tại Việt Nam mà chính quyền Việt Nam vẫn bưng bít thông tin và không chịu công bố, mặc dù ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên báo chí đã nói là sẽ điều tra làm rõ. Tuy nhiên thì cho tới tận bây giờ, hơn một tháng vừa qua, việc mà đưa ra những nguyên nhân chính hay thậm chí là cho những cơ quan báo chí hay cơ quan điều tra nước ngoài đi vào Việt Nam để điều tra vẫn chưa có bất kỳ một kết quả nào. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý này ngay sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị cùng theo dõi.